đặt hàng cao gấp đôi nốt 9. Sau khi nốt 10 ra mắt, người dân Hàn Quốc được đặt mua smartphone này ngay từ ngày mùng 9 tháng 8 vừa qua và đến nay đã trải qua 11 ngày. Samsung sẽ chính thức cho nốt 10 lên kệ vào thứ sáu tới. Trong khoảng thời gian 11 ngày, tổng cộng đã có 1,3 triệu chiếc Galaxy Note 10 và Galaxy Note 10+ được đặt hàng trước. Mẫu máy hút khách nhất là Galaxy Note 10+ 5G bản màu Aura Glow với bộ nhớ trong 256GB. Samsung cũng mới chỉ bán các phiên bản nốt mới hỗ trợ mạng 5G tại Hàn Quốc mà thôi. Note 10 có màn hình 6.3 inch có giá bán 1.2 triệu won, khoảng 998 đô la Mỹ. Còn Note 10+ cộng có màn hình 6.8 inch được bán với giá 1.5 triệu won, khoảng 1.248 đô la Mỹ. Nhiều nhà mạng tại Hàn Quốc đã tung ra gói hỗ trợ khách hàng mua Galaxy Note 10 từ 280 đến 450 000 won, khoảng 230 đến 370 đô la Mỹ.